Trending video. Kiểm lâm phát hiện một người đàn ông chết trong rừng. Một cái chết thật kỳ lạ. Cả người bị bao bọc trong mạng nhện, có vẻ là cái chết bí ẩn. Thấy vậy, ba người làm nghề kiểm lâm lâu năm cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Kiểm lâm nhanh chóng gọi cảnh sát. Và hôm nay cũng là ngày thanh tra Lý sắp nhậm chức. Anh ta đến hiện trường vụ án một mình, chờ đợi ba người kiểm lâm. Trước khi bọn họ nói chuyện, Lý sắc đã thăm dò trước những chi tiết đặc biệt nào được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Mấy người họ đều biết vụ án này không hề đơn giản. Enner trực tiếp đến phân tích hiện trường. Thi thể người chết được cuốn trong mạng nhện khổng lồ. Họ cũng không thể hiểu nổi làm sao có thể dệt được mạng nhện lớn như vậy. Và họ cũng không thể di chuyển xác chết. Nhưng nhìn kỹ, trên cơ thể người chết cũng không có vết côn trùng đốt nào. Dựa trên phân tích hiện trường, người chết không tự mình trèo cây. Theo trạng thái của tứ chi, có thể thấy đây là có người sắp đặt. Suy luận sơ bộ đây là một vụ án giết người. Vụ án này có quá nhiều điểm khả nghi. Ba lô và máy ảnh của người chết cũng ở gần đó. Mọi vật có giá trị đều không bị mất. Rất nhiều hoa trúc đào vàng rải rác quanh cây, nhưng không có cây trúc đào nào trong bán kính 3 km. Họ liền suy đoán kẻ giết người chắc hẳn là muốn trả thù. Ngay khi họ đang phân tích, có người đến báo cho Ly Sắc về một địa điểm rất khả nghi. Nhưng người đàn ông kia đã ở nhà hơn 2 tháng, thời gian này cũng chẳng có ai ghé thăm. Vụ án đột nhiên đi vào bế tắc. Ly Sắc đành lệnh cho cấp dưới hãy liệt kê tất cả những người đã liên lạc với người bị hại, phải thật chi tiết. Họ đi khắp nơi để tìm ra manh mối. Ly Sắc cũng đứng từ xa quan sát và phát hiện điều dị thường. Người phục vụ trông rất mất tự nhiên. Sau đó anh ta kiếm cớ vào bếp nghe lén cuộc nói chuyện. Lúc này ông chủ đã kể chi tiết về ngày xảy ra sự việc. Bồi bàn ở phòng tan ca sớm. Nghe vậy, cậu ta đã hoảng loạn và bỏ chạy. Hai người đuổi theo sau. Họ bắt được Afong khi anh ta chạy vào ngõ cụt. Nhưng khi thẩm vấn, Afong lại phủ nhận. Anh ta hình như đang có điều gì đó giấu giếm. Thấy vậy, Ly Sắc đưa hình ảnh gia đình nạn nhân ra. Tôi không ở đây để kết thúc vụ án một cách nhanh chóng. Tôi muốn điều tra ra sự thật bí ẩn đằng sau đó. Bấy giờ Afong mới từ từ nói ra sự việc. Nạn nhân đã đến tìm anh và bày tỏ muốn chụp ảnh một con cú về đêm. Nạn nhân còn trả cho Afong một số tiền lớn. Tối đó, cả hai đi vào rừng. Đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này chưa từng xuất hiện trước đây. Nhưng nạn nhân tưởng đó là tiếng một con cú. Cả hai người đi theo âm thanh kia, nhưng không hề thấy con cú nào. Afong sợ hãi muốn quay về, thì âm thanh lạ lại xuất hiện. Nó thực sự rất quái dị. Anh có thể nói rõ hơn không? Một cơn gió lạ thổi đến và những âm thanh kỳ lạ. Cứ như có một con quỷ phía sau chúng tôi. Chúng tôi rất hoảng loạn. Tôi sợ đến nỗi đầu óc mơ hồ mà đái ra quần. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Afong sợ hãi quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Anh tưởng nạn nhân cũng sẽ bỏ chạy. Ai biết rằng hôm sau anh lại nghe tin người kia đã chết. Đây là chuyện trước đây cũng đã xảy ra. Sau khi nghe điều này, Enel và Kisa hiện ra vẻ mặt lo lắng. Họ cũng biết về con quỷ này. Nửa đêm, hai kiểm lâm viên chuẩn bị trở về căn cứ. Vì họ vừa đổi chỗ tuần tra, không quen với địa hình và sương mù dày đặc, họ đã dẫm phải bẫy. Kisa dùng sức không thể phá được cái bẫy ra. Cô đành phải dùng bộ đàm để gọi người đến hỗ trợ. Ai biết rằng Kisa vừa rời đi, một tiếng gầm kỳ lạ xuất hiện trước mặt cô gái kia. Cô chịu đựng đau đớn và nhìn ra phía trước. Quỷ rừng đã nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô gái sửng sốt, thật không ngờ điều Afong nói là sự thật. Mi nhanh chóng kêu cứu từ ca sơ và con quỷ đang ngày càng đến gần cô hơn. Cô ấy muốn chạy thoát nhưng đầu kia của cái bẫy lại được cố định. Cô rất tuyệt vọng. Ca sơ nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy tới nhưng cổ chân bị một thế lực bí ẩn tóm lấy, cả người ngã xuống đất. Đêm qua chúng tôi đã gặp câu chuyện đáng sợ như vậy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Min bị mắc kẹt. Còn cà sơ nhanh chóng đứng dậy sau khi vấp ngã, xuất hiện bên cạnh Min đúng lúc. Sau đó con quỷ rút lui sau gốc cây. Cà sơ soi đèn vào, quỷ dần biến mất. Cuối cùng rời đi trong tiếng gầm. Có phải các cô gặp ảo giác không? Đó là chuyện chúng tôi đã gặp phải đêm qua. Mọi người lại nghĩ là ảo giác ư? Anh không thể biết nó đáng sợ như nào đâu. Nó là một con quỷ rừng, nó muốn giết người đó. Xin nữa thì chúng tôi đã bỏ mạng ở đó rồi. Cô ấy cũng đi cùng tôi mà. Nhưng Kaiser lại không dám trả lời. Đội trưởng lại nghĩ họ bị ảo giác, nên muốn răn đe để họ ngừng lan truyền những việc quỷ quái như vậy. Còn đội phó yêu cầu họ về nghỉ ngơi vài ngày. Mình đã rất bất lực. Sau đó, đội phó hỏi ý kiến có nên báo cáo với thanh tra hay không. Nhưng đội trưởng lại không tin chuyện kia lắm. Anh ta nói một vài câu trấn an, rồi bảo đội phó tạm thời gác chuyện này lại đã. Vì vậy, họ đã tạm thời dập tắt vấn đề này. Ở bên kia, Lý Sắc và những người khác đã nhận được kết quả của vụ việc. Nạn nhân không phải trúng độc hoa đào, cũng không có chất độc nào trong máu. Và cơ thể anh ấy rất khỏe mạnh, không có chuyện ngừng tim. Trên mạng nhện cũng không có chất hóa học nào. Còn về cái bọc mạng nhện đó, là được làm từ côn trùng hữu cơ. Sau khi xuống lầu, Lý Sắc hỏi hai người,
Trước đây đã từng xảy ra trường hợp như vậy chưa? Anh ta cảm thấy đây có thể là một vụ án giết người hàng loạt. Nhưng chuyện như thế này 5 năm nay chưa từng xảy ra. Lee Sắc muốn đến viện kiểm lâm để thăm hỏi. Anh nghi ngờ kẻ sát nhân sẽ phạm tội khác và muốn đến viện để nắm tình hình. Đồng thời, sau khi gặp chuyện như đêm qua, Min đã định bỏ việc. Nếu ở lại họ có thể sẽ chết. Min bảo Kê-sơ cũng hãy từ chức và rời đi. Nhưng hình như Kê-sơ có điều gì giấu giếm. Mẹ Kê-sơ bệnh nặng phải nhập viện. Chỉ có làm kiểm lâm mới có lương cao để duy trì sự sống cho mẹ. Phía Lee Sắc dường như có manh mối mới. Một tài xế chết bí ẩn trước đó. Anh tìm người nhà hỏi thăm tình hình. Mẹ anh ta kể, con trai trở về trong đêm vì vợ sinh nở. Nói có thứ gì đó đang theo dõi anh ấy, thỉnh thoảng gầm vào tường, như được điều khiển bởi thế lực bí ẩn. Mẹ tưởng đó là một ác linh bình thường, nên định đưa con lên chùa để trừ tà. Nhưng không ngờ con trai lại lái xe ra ngoài lúc nửa đêm, cuối cùng chết như ma trong rừng. Lee Sắc đột nhiên sững người, nghe qua câu chuyện như không có sự dính líu của con người, mà hoàn toàn do ma quỷ xui khiến. Nhưng anh ta không tin vào điều đó. Theo lời kể của người dân bản địa, đã 3 người chết trong rừng. Những câu chuyện về linh hồn cũng đã có từ xa xưa. Cũng có những con quỷ hình thành nên để bảo vệ rừng. Mặt khác, cũng có quỷ dữ được tạo nên bởi thế lực hắc ám. Đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa. Nhưng điều họ không biết là, chỉ 20 năm trước, để triệu tập linh hồn giữ rừng, cả làng đã tới miệng núi lửa, rồi nắm tay nhau nhảy vào hố lửa. Nhưng ai biết rằng thứ thoát ra không phải là linh hồn thánh thiện, mà lại vô tình tạo ra một ác quỷ. Nhiều người dân đã bỏ mạng vô ích cho vụ này. Lee Sắc và đồng đội vẫn chưa biết những điều này. Về đến nhà, anh vẫn đang phân tích vụ án. Đột nhiên đầu đau dữ dội và dần mất ý thức. Hình như có giọng nói nào đó đang gọi anh. May mắn thay, Lee Sắc có ý thức cứng rắn. Bên này, hai chị em gái đi khám thai về. Hai người cười nói vui vẻ. Bà già Mozerkin bảo hai người hãy nhanh chóng về nhà. Đừng ở bên ngoài vào ban đêm. Nếu quỷ phát hiện ra sẽ đến mang con cô đi. Đó là sự thật, quỷ dữ sẽ cướp mất sinh mạng đứa bé. Hãy về nhà nhanh đi nếu không muốn phải gặp điều xui xẻo. Được rồi, bà đừng nói những lời quái dở nữa. Cứ thế, chị tiễn em về. Còn mình thì đi bộ một mình. Trên đường về cô vẫn nhặt một mảnh sắt nhỏ để phòng họa. Ngay khi người phụ nữ chuẩn bị về đến nhà, có những tiếng gầm lạ phát ra từ xung quanh. Một bóng đen vụt qua nhanh bên cạnh cô. Cô chợt nhớ đến lời bà già nói, hướng mắt ra nhìn một cách thận trọng. Lúc này, trên đầu truyền đến một tiếng gầm. Người phụ nữ sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Ác quỷ đang đứng trên cây nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có bầu. Người phụ nữ sợ hãi chạy về nhà. Cô khóa chặt cửa. Chưa kịp hoàn hồn, quỷ đã liên tục đập cửa. Cô chắp tay cầu xin. Xin ác quỷ hãy tha cho mẹ con mình. Tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại. Rồi có tiếng bước chân nặng nề trên mái nhà. Nó hướng đến phòng ngủ của họ. Người phụ nữ muốn mở cửa và gọi chồng. Nhưng cửa đóng chặt. Tiếng gầm của ma quỷ phát ra từ bên trong. Trong cơn tuyệt vọng, cô dùng cây sắt lớn phá cửa. Mở được cửa ra, người chồng của cô đã biến mất. Quỷ đã phá mái nhà và bắt người đi. Người phụ nữ bất lực ngất đi và ngã xuống đất. Phía trong rừng, cơ thể người đàn ông không thể cử động. Xung quanh có những tiếng gầm nhỏ. Quỷ đã xuất hiện từ phía trước. Nó bước đi nặng nề nhưng nhanh chóng. Anh ta bị giết ngay tức khắc. Lee Sắc đã nhận được báo cáo và đến hiện trường. Anh quan sát một lượt xung quanh rồi phán. Người đàn ông đang ngủ trong phòng. Vợ dùng thanh sắt để phá cửa. Trong một thời gian ngắn, kẻ giết người đập mái nhà và bắt cóc người đàn ông. Khoảng cách xa như vậy, không ai có thể trèo tường bằng tay không. Sau đó họ mặc quần áo vào, tìm kiếm với chó cảnh sát. Đột nhiên con chó dừng lại. Nó đánh hơi rồi chạy điên cuồng về phía trước. Có vẻ như nó đang sợ điều gì đó. Biểu hiện bất thường khiến mọi người nghi ngờ. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Từ xa, một tiếng gầm rú vang lên từ xung quanh. Họ rút súng ra và bắt đầu tự vệ. Lee Sắc nhạy cảm nên dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Cầm súng, anh thận trọng bước tới kiểm tra. Một mặt đất đầy hoa đào màu vàng và người đàn ông đó đã chết hoàn toàn. Họ đưa thi thể về để giám định tử thi. Những tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Cổ họng nạn nhân cũng khẽ chuyển động. Bác sĩ pháp y đưa tay ra để kiểm tra. Nhưng tại sao cổ họng vẫn cử động? Xác nhận lại rằng không có dấu hiệu sinh tồn. Có rất nhiều lá bay ra. Ở ngoài chợ, cô bé ngơ ngác nhìn bức tượng quỷ thần. Chủ cửa hàng định tặng nó cho cô gái, nhưng lại bị mẹ kéo đi. Cô bé có vẻ không can tâm. Sau đó cô quay lại và nhìn chằm chằm vào bức tượng. Khi về đến nhà, cô bé cứ đứng nói chuyện một mình. Rồi cô bé đột nhiên biến mất. Người mẹ lo lắng nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy con gái trong phòng ngủ. Mẹ bảo con gái đừng chạy lung tung. Sau khi mẹ rời đi, bức tượng xuất hiện ma quái trên bàn. Nửa đêm, người phụ nữ tỉnh dậy vì tiếng động lạ. Cô lo ngại và đánh thức chồng dậy để ra kiểm tra. Người đàn ông đi ra sân. Ánh đèn phía sau tự dưng nhấp nháy. Anh thận trọng nhìn xung quanh.
còn người phụ nữ đã vào phòng ngủ của con để kiểm tra. Nhưng khi cô tắt đèn và chuẩn bị rời đi, chồng xuất hiện bí ẩn phía sau. Đôi mắt anh sợ hãi, nhìn thẳng về phía trước, người phụ nữ cũng nhìn về hướng đó. Hai người họ rất tò mò. Tại sao thứ này lại ở trong phòng trẻ con, ở trong bóng tối? Con quỷ kia đang theo dõi họ. Đêm thứ hai, người đàn ông chuẩn bị đi làm về. Đèn đường phía sau bắt đầu nhấp nháy. Dự cảm không lành, anh định lái xe về nhà. Anh chỉnh gương chiếu hậu và nhìn thấy thứ quái quỷ đằng sau. Con quỷ đã đi theo anh ấy. Kiểm lâm phát hiện ma quỷ trên camera. Để xác thực sự việc, đội trưởng thông báo cho kiểm lâm ở từng khu vực lấy bộ nhớ camera trong rừng. Nhưng tất cả máy ảnh đã bị phá hủy, ngay cả nội dung của thẻ nhớ cũng biến mất. Vụ án cũ chưa giải quyết xong, lại chết thêm một người nữa. Lý Sắc phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Mục tiêu của hung thủ đều là nam giới và nơi xảy ra án mạng đều ở trong rừng. Họ đến một trang trại chè gần đó, tìm anh trai của người quá cố và hỏi: "Em họ anh tối qua định ghé nhà anh nhậu, nhưng anh đợi cả đêm mà không thấy đến, gọi điện cũng không được. Hôm sau anh nhận được tin em họ đã chết. Kỹ sư tìm thấy tóc trong xe, có lẽ do sát nhân vô tình bỏ lại." Lý Sắc nhờ Tessa đưa đi kiểm tra. Sau đó anh đến nhà người quá cố. Anh thấy cô bé kia có biểu hiện kỳ lạ. Lý Sắc đến gần thì phát hiện cô bé đang chôn tượng quỷ và nói rằng bố đã đốt tượng quỷ, nên quỷ dữ đã mang bố cô ấy đi. Bên này, em đang thăm hỏi tình hình. Chiếc bút bi rơi xuống. Anh cúi xuống và phát hiện ra một hình vẽ có hoa văn kỳ lạ dưới tấm thảm. Hai người hỏi điều này có nghĩa là gì. Cậu bé đã thốt lên: "Em gái cậu bị tấn công bởi một bức tượng quỷ. Bố sợ hãi đã đốt nó. Sau đó mẹ nghe thấy những tiếng động lạ. Bố cũng nhìn thấy một người phụ nữ đáng sợ. Bà ta lang thang quanh sân mỗi đêm. Bố nghi ngờ ai đó đã dùng ma thuật lên mình. Sau khi trò chuyện, họ đã tìm thấy bức tượng. Họ đi tìm bà Iago để điều tra, rồi đưa người phụ nữ về đồn cảnh sát. Họ đưa ra ảnh của nạn nhân, rồi hỏi có biết người đó không. Nhưng cô ta ngạc nhiên, nói rằng cô không hề biết người này. Tại sao lại đưa cô đến đồn cảnh sát? Sau đó, họ ấy bức tượng ra. Cô là người duy nhất biết làm đá cờ quỷ trong toàn bộ thị trấn này. Cô giải thích thế nào về bức tượng này trong nhà nạn nhân? Cô phủ nhận tất cả những lời thanh tra nói. Cô cho rằng có sự hiểu nhầm ở đây. Đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến mạng người, nên không thể nhận định qua loa như vậy được. Cô còn nhấn mạnh tất cả những vụ giết người kia đều không liên quan đến cô. Thanh tra đặt lên trên bàn một cái tượng đầu người quái dị và hỏi tại sao nó lại xuất hiện trong nhà của cô. Những vụ án gần đây đều liên quan đến đầu quỷ này, cô rất khả nghi. Có phải cô đang muốn tạo hiện trường giả, giả ma giả quỷ để thoát tội? Cô ta không nhận tội và một mực chối bay chối biến về những giả thiết mà thanh tra nêu ra. Cô cho rằng họ đã làm việc quá sơ sài và bắt nhầm người vô tội. Cô là một thầy đồng, việc có những vật kỳ lạ trong nhà là điều bình thường. Những vật đó như là đạo cụ hành nghề của cô. Nhưng cảnh sát lại đang vin vào cờ đó để bắt cô và coi cô như một thủ phạm giết người. Cô đã rất bất lực và không còn muốn giải thích nhiều nữa. Cô đề nghị cảnh sát hãy trả lại sự trong sạch cho cô. Cô đã rất tức giận và dường như không kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. Dù đã tìm ra những vật chứng, nhưng vẫn không thể buộc tội Iago vì chứng cứ quá sơ sài. Đồng thời, đội trưởng kiểm lâm cũng đã đến gặp Lý Sắc, cho anh ấy xem đoạn video kỳ lạ. Lý Sắc vẫn nghi ngờ đó là Iago, bởi vì cô là đối tượng khả nghi nhất. Những hình ảnh đó chắc chắn là có người đóng giả, nhưng dường như Lý Sắc đang che giấu điều gì đó. Họ phải tìm ra bằng chứng càng sớm càng tốt, vì họ không thể giam giữ Iago trong thời gian dài. Ngày hôm sau, Lý Sắc ra ngoài để suy đoán vụ án. Đột nhiên anh đau đầu dữ dội. May mắn thầy kiểm lâm Kasser đi ngang qua. Cô muốn giúp anh kiểm tra tình hình, nhưng Lý Sắc lại nhìn về phía trước với vẻ mặt sợ hãi. Một cái xác phụ nữ đang treo lơ lửng trong không trung. Có một cái xác. Ở đâu? Cô hãy nhanh cút khỏi đây đi. Thì ra, thủ phạm ở đây lại chính là Lý Sắc. Những tên đàn ông cận bá đã hãm hại vợ anh ta. Anh ta vì báo thù cho vợ mình nên đã sát hại hàng loạt. Và từ đó thần kinh của anh cũng có vấn đề. Vợ anh xuất hiện giữa không trung. Khuyên anh hãy dừng tay, đừng để đôi tay ngày càng nhuốm nhiều máu tươi như thế. Hãy trút bỏ thù hận để vợ được siêu thoát.